Vâng, trung tâm điện máy online xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong cái buổi video ngày hôm nay. Thì hôm nay bên trung tâm em có mang tới dòng sản phẩm mới thiếc. Nói là mới thì cũng không phải là với. Mà dòng sản phẩm này là bên em mới về kho rất là nhiều. Nên là em sẽ làm cái đoạn video này để giới thiệu tới các bác. Mời các bác cùng vào tham khảo và lựa chọn sử dụng cái dòng sản phẩm này bên em. Bên em là đã cung cấp ra thị trường rất là nhiều, được khách hàng phản hồi cực tốt. Nên là em sẽ đem giới thiệu quảng cáo là rộng rãi đến cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền Tổ quốc để các bác được cùng tham khảo và lựa chọn. Các bác vào xem video mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất. Vì là bên em sẽ thường xuyên cập nhật video giới thiệu về tất cả những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Mỗi video sẽ là một sản phẩm khác nhau. Chất lượng thì luôn luôn là đi đầu, giá cả thì là cạnh tranh nhất thị trường. Khi mà các bác quan tâm những dòng sản phẩm máy xây dựng, máy cơ khí, dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế, điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay thì các bác cứ đăng ký kênh của bên em, đảm bảo là các bác sẽ tìm mua được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay, hữu ích, chất lượng ok và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Và khi các bác đặt mua sản phẩm là bên em luôn nhận ship code COD toàn quốc, ship hàng qua dịch vụ ship hàng đường bưu điện và hàng tới nơi là các bác sẽ được phép là kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Đặt hàng thì một cái phương thức rất là đơn giản. Các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này hoặc các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại là 0378487818. Số điện thoại mà em để lại ngay ở dưới tiêu đề. Số đó là bên em có cả Facebook và cả Zalo. Thì các bác muốn mua hàng các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ tư vấn cho các bác được kỹ hơn và sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác, tránh những cái trường hợp mà khi hàng tới nơi là bị sai mã sản phẩm thì rất là khó cả cho người gửi và người nhận. Còn về dòng sản phẩm của ngày hôm nay thì không để cho các bác phải chờ đợi lâu, em sẽ đi quay chi tiết cận cảnh cái dòng sản phẩm này để các bác được tham quan và nắm rõ được. Trước màn hình đây các bác thấy là rất là nhiều nhé, rất là nhiều thiếc hàng các bác nhé, thiếc hàng thì bên em là sẽ cung cấp với cái số lượng rất là nhiều. Và em cũng nói giá luôn trên cái video này để các bác tiện đây thì các bác tham khảo. Thiếc thì là bên em sẽ có thiếc cuộn và thiếc cân. Đấy. Với một cái cuộn như thế này là cuộn một cân này. Cuộn này thì bên em gọi là thiếc bún nhá, gọi là thiếc bún. Đấy, cái sợi thiếc là nó to như là sợi bún nhá các bác, to bằng sợi bún. Đấy. Thiếc rất là đẹp nhá. Cái loại này là loại đẹp các bác nhá, loại chất lượng. Loại chất lượng đấy ạ. Không phải như là những cái hàng trôi nổi trên thị trường hiện nay đâu các bác nhá. Đấy, thiếc này thì là mỗi một cuộn này là nó sẽ được một cân luôn. Đấy, bên em sẽ ship cốt báo giá cho các bác là với cái giá là các bác phải mua một cân nhá. Các bác mua cả cân cả bó như thế này, giá là 270.000. 270.000 là chưa có bao gồm tiền phí ship các bác nhá. Tiền phí ship là các bác là thanh toán cho bên shipper nhá. Còn mỗi một cuộn này là bên em sẽ thu là 270.000. Đấy là đối với những bác nào mà mua nguyên một cuộn nhá, một cân đấy. Còn những bác nào mà mua lẻ thì bên em cũng vẫn ship, thế nhưng mà mua lẻ thì cái giá của nó sẽ đắt hơn một chút xíu nha. Đây, cái cỡ này là thiếc bún là thiếc cân này, 270.000 một cân chưa bao ship. Đấy, còn đối với những bác mà làm ít thì là các bác có thể là sử dụng cái dòng đây. Cái này là thiếc cuộn nhá. Đấy, thiếc cuộn thì là cái sợi thiếc nó sẽ nhỏ hơn. Đấy. Đâu để em xem cái đầu thiếc nó ở đâu. Em sẽ quay cả cái đầu thiếc cho các bác cái này, cái cuộn này, nhưng mà cái sợi thiếc nó không có dơ ra đây cho mình xem nhỉ. Cái này sợi nó nhỏ lắm các bác, cái mẫu này là sợi nó rất là nhỏ. Đây để em xem nó là có cái mẫu này đây các bác ơi, đây ạ, nó ở máy bên trong này này. Đấy, đây nha các bác nhá. Đấy, cái này là cái cuộn này nó được một lạng thôi, cái thiếc của nó rất là nhỏ ạ. Đấy, cuộn rất là nhỏ ạ, sợi thiếc của nó nhỏ nhá. Những bác nào mà làm điện tử ấy là các bác sử dụng cái thiếc này. Đấy, các bác làm điện tử là các bác sử dụng cái loại này nhá, sợi nó nhỏ hơn. Còn những bác nào mà hàn nhiều ấy, làm điện cơ ấy
là các bác phải sử dụng cái dòng chiếc túi này thì nó cái sợi chiếc nó to thì các bác sử dụng nó sẽ dôi hơn đấy. Còn cái quận quận này nó được một lạng thôi, quận này là một lạng, còn cái quận này là một cân đấy. Các bác mà quan tâm mà muốn đặt như thế nào thì là các bác cứ thông báo với bên em thì là bên em sẽ gửi như vậy cho các bác đấy. Các bác có thể là mua một quận như thế này đấy, cứ 270 một cân. Nếu mà các bác mua chiếc cân thì là cái này được một quận đấy, còn mua chiếc quận thì là 270, các bác được 10 quận này đấy, ship từ một cân nhá, ship từ một cân cái giá là 270. Còn nếu mà các bác mua lẻ một quận này cũng bán nhưng mà cái giá của nó sẽ khác đấy. Các bác mà quan tâm mà chốt như thế nào thì các bác cứ báo với bên em nhá. Và trong cái đoạn video này thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ bên em nhé.